Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ với cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên. Bây giờ đã đến giờ vào lớp và xin mời cô Tịnh Hạnh tụng thời kinh Tam Bảo tới ngay ạ. Xin quý vị hoan hỷ tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo. Xin mời cô Tịnh Hạnh. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Con xin chào cô chú học viên trong room ạ. Nó nhận dạ con trọng xin tụng kinh Tam Bảo. Sanghe kame cha ro pe giri si karata te chan ta li khe vi ma ne ni pe ra te cha ga me ta ru ananga ha ne ge ha wa thom hi khe te pom ma cha yan to de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa bu tha sa ra nam ga cha mi tha mang sa ra nam ga cha mi sang khang sa ra nam ga cha mi du ti yam pi bu tha sa ra nam ga cha mi du ti yam pi tha mang Sarananga chami duti yampi sangkhang Sarananga chami tati yampi bhuthang Sarananga chami tati yampi dhammang Sarananga chami tati yampi sangkhang Sarananga chami Iti piso phagawa arahang Samma sambhuto vijja charana sampa no sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam bodho bhagavati nati me saranam anyam bodho me saranam varam etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamam yena vandeham Bada pang song wa rua ta mang bua thế yo kha li to do so bua tho kham tu tang mang so kha to pha ga wa ta tham mo san di thi ko a ka li ko e hi pa si ko o pa na ni ko pa cha tang we di ta po wen yo hi ti na thi me sa ra na nhâm tham mô mê sa ra nam qua rằng ê tê na sa cha wa chê na hô tu mê cha ya mang ga lang o ta mang ge na wan de hăng tham man cha lu vi tham qua rằng tham mê yo kha li to do so tham mô kham tu tăng ma mang so pa ti pan no pha ga wa to sa wa ka sang kho ujo pa ti pan no pha ga wa to sa wa ka sang kho nya ya pa ti pan no pha ga wa to sa wa ka sang kho sa me ji pa ti pan no pha ga wa to sa wa ka sang kho ya ni dang ja ta ti po ri sa yo ga ni a tha po ri sa mo ga la e sa pha ga wa to sa wa ka sang kho hunai yo pa hunai yo da ki nai yo anya chai karani yo anuttaram bonya khe tam loka sati na ki me saranam anyam sangho me saranam varam etena sacha vachena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham sanghan chanu vedha
Thầy kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kinh xin kính thỉnh sư cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Xin kính mời sư.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Hai giá. Xin chào tất cả các viên trong lớp. Giờ hôm nay thì mình sẽ học phần bài số 7 một tí. Sau đó chúng ta học bài mới là bài số 8. Phần bài số 7 là hôm trước mình còn một phần nhỏ, đó là phần trả lời câu hỏi. Rồi sẵn mình đọc đoạn văn một tí đi. Tại bài số 8 mình cũng học nhanh, cho nên mình sẽ học bài số 7 phần trả lời câu hỏi để mình đọc đoạn văn khoảng 30 phút. Rồi thời gian còn lại đó là phần học bài số 8. Ở trong bài số 7 này thì mình có 4 câu hỏi, 4 câu để mình trả lời câu hỏi. Thứ nhất đó là yêu cầu của câu hỏi này, đó là thứ nhất là gạch dưới các liên từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Vậy muốn trả lời được câu hỏi này á thì phải đọc đoạn văn Bali thì mới trả lời được. Thì tí nữa chúng ta sẽ đọc đoạn văn Bali ha. Thứ hai, câu số 2 đó là liên từ tập hợp trong tiếng Bali được sử dụng như thế nào? Hãy cho thí dụ cụ thể. Cái này thì liên quan tới bài học. Phải nhớ bài học thì mới trả lời được như thế này cho câu hỏi này. Câu thứ 3 thì hãy tập đặt câu với các liên từ chá hoa, pí, bá nát. Cái này là phải tập đặt câu sử dụng cho được cái chữ chá này như thế nào, chữ hoa như thế nào, chữ pí như thế nào, chữ bá nát như thế nào. Để trong phần bài học mình có một số ví dụ về câu đó. Chúng ta về theo xem cái đó để tập đặt câu. Câu số 4 thì hãy chọn một danh từ nữ tính vị ngữ A có biến cách như âm ma và tập chia danh từ đó. Thì cái này ai mà mình chia được bản danh từ âm ma thì mình chọn một danh từ tương tự mình tập chia giống như hôm trước mình tập chia. Thì đây là 4 câu hỏi của bài tập số 7 mà của bài học số 7 mà chúng ta cần phải trả lời. Thì trong 4 câu hỏi này thì có 2 câu. Câu số 2 là phần trong bài học. Câu số 3 là phần câu số 3 với câu số 2, câu số 4 là phần trong bài học. Câu số 1 là phần trong đoạn văn. Câu số 3 là câu này mình phải tự tập ra, tự viết câu ra. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 1 là phần tập đọc đoạn văn ha, tập đoạn văn để tìm các liên từ tập hợp. Rồi đây là đoạn văn của bài số 7. Bây giờ chúng ta nghe đọc rồi sau đó tập đọc theo rồi tìm các liên từ. Tìm các liên từ ở trong đoạn văn này. Giờ trước tiên nghe đọc trước, rồi sau đó giơ tay lên để mình tập đọc. Giờ trong đoạn văn này thì mình mỗi người đọc hết thì chúng ta không có thời gian đâu, mỗi người đọc một câu ha. Mỗi người đọc một câu, bây giờ nghe đọc rồi sau đó giơ tay lên tập đọc nghe mỗi người đọc một câu. Pathamo vayu, Pathamo vayu. Sithattha Raja Kumaro Pathama Vayato Mita Sambiyutta Jito Pi Karuna Sambiyutta Jito Pi Ahosi. Đó là một câu. So Sappi Sang Chananang Sukhang Ho To Ti Nichakalang Ichati. Là câu thứ hai. Devadatto nama raja kumaro pana isa sambyutta cito bhavati. Câu 3. So mige cha pakino cha apinhang paharitwa maretiwa. Câu 4. E kadiwa sang e ko hang so devarata sa sarena vichi yitoa patesi. Câu 5.
Raja Kumaro Tăng Ni Vare Tung Si Khang Gan Thoa Aling Y Thoa Po Se Tung Pa Sa Rang Tăng Ahari. Là câu 5. Achari Thoa Achirang Raja Kumaro Arung Pakatikang Katoa Ativiya Somanasasagatena Chitena Tăng Pháp Muôn Chí. 6 câu như vậy trong bài, trong văn này có 6 câu ha. 6 câu, 6 câu là 6 người đọc, mỗi người đọc một câu. Rồi nghe lại. Pathama Vayu Pathamo Vayu Siddhartha Raja Kumaro Pathama Vayato Meta Samyutta Chito Pi Karuna Samyutta Chito Pi Ahosi So Sappe Sanchana Nang Sukhang Ho To Ti Nichaka Lang Ichati Devarato Nama Raja Kumaro Pana Isa Samyutta Chito Pavati So Mige Cha Pakhino Cha Apinahang Paharito Paharati wa mare ti wa Athe ka di wa sang e ko hang so de wa natta sa sa re na Vichi yi to wa pa te si Raja kumaro tang ni wa re tung Si khang gan to wa aling yi to wa po si tung pa sa dang tang a hari Achirang Raja Kumaro Arung Pakati Kang Katoa Ativiya Somna Sasahagate Na Chite Na Tăng Pamunchi. Vì cách ngắt câu đó, nếu mà chúng ta có thể ngắt từng, nếu mình đọc không hết một câu thì mình ngắt từng từ cũng được. Cứ đọc hết từ mình nghĩ một lần, từ mình nghĩ một lần cũng được. Còn cái từ nào mà ngắn quá thì mình đọc. Bây giờ xem đọc lại ha. Pathamo Vayu Siddhartha Raja Kumaro Pathama Vayato Mitta Samyutta Chito Pi Karuna Samyutta Chito Pi Ahosi. Câu 1. So Sappe Sanchana Nang Sukhang Ho To Ti Nichaka Lang Ichati Devadatto nama Raja Kumaro Pana Isa Samyutta Chito Pavati. Nó cũng đơn giản. So Mige Cha Pakhino Cha Apinahang Pahari Tawa Mare Tiwa Athe Kadiwa Sang Eko Hang So Devadatta Sasarena Vichiyi Tawa Patesi Raja Kumaro Tăng Ni Va Re Tung Si Khang Gan Toa Aling Ghi Toa. Mấy cái có toa toa này mình dừng nó cũng được. Po Se Tung Pa Sa Đăng Tăng A Ha Ri A Chi Rằng Raja Kumaro A Rung Pakatikang Katoa Ativiya Somana Sasagatena Chitena Tăng Pamunchi. Giờ mỗi người hai câu đi ha. Mỗi người hai câu đi, câu ngắn quá. Mỗi người đọc hai câu đi. Coi như là ba người đọc một đoạn qua. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được giơ tay lên để mình tập đọc đoạn văn này ha. Rồi thăm mấy cái mời các tử đọc giùm sư đi. Thầm mấy các ở trên lớp học không ạ? Thầm mấy các lên lớp học chưa? Alo. Dạ dạ rồi sư. Dạ rồi. Rồi mời các học tỷ giơ tay lên đọc cùng sư đi. Dạ rồi. Con xin mời Phật tử Phương Tiên. Con xin mời Phật tử Phương Tây ạ.
Nhỏ quá không biết ta nghe không à? Dạ con xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ sư nghe con rõ không ạ sư? Nghe mà nghe nhỏ. Dạ nghe nhỏ hay sư? Dạ. Rồi nghe lớn. Rồi. Dạ chắc tại do đường truyền á. Dạ con xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Con này chưa mở mic á. Cô Phương Tây chưa mở. Mọi người khác đi. Dạ rồi. Dạ con xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa sư cô xin đọc ạ. Bát tha mô vá vô sư tha tha ra cha cú ma rô bát tha ma vá giá tô mê ta sâm bá yú ta chít tô bí karuna sâm bá yú ta chít tô bí á hồ sĩ sô sắp bê sang chá na năng xúc khăn hồ tu tí nít chá ca lăng ít chá tí. Thưa sư xin hết. Rồi ở người hai câu gì đi. Alo con mới vừa vô con bị rớt. Rồi bây giờ con đọc trước hả sư? Con Phương Ti. Rồi đọc tiếp đi. Đọc tiếp bắt đầu. Dạ. Từ đi quá rất tô. Tới chỗ nào sư? Devadatto. Dạ. Devadatto. Nama Gayakumaro Bana Isasam Bat Yutasito Hakwati So Mige Chak Bakino Chak Aninang Bahakat Apitnang. Dạ. Apitnang Bahakrati Vang Magreti vàng. Rồi được rồi. Dạ. Máy bị cái máy kia. Cô xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Ekadiwasang Eko Hanso Devadattasa Sarena Vichy vì chiếc và vì chiếc viết tòa hạ tế sĩ là cha của mà rồ. Dạ thưa sư con đọc tiếp hả sư? Rồi đọc tiếp câu nữa đi. Dạ ra cha của mà rồ tăng ní và rê tuân xích hàng gan tòa Ali ít tòa hồ rê tuân hà sa đăng toàn a ha ri. Rồi. Dạ thưa sư. Còn ai cứ còn đọc hết rồi. Dạ con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ. Dạ con xin đọc ạ. A chi rằng ra cha cúng ma rô a rồng bắc cát tí căng cát tòa a ha a tí vi giá sô ma na sa sa ha ghê ha gá tê ná chít tê ná bằng ba muôn chí. Con xin hết. Rồi xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Thích đắc thá ra trà cú ma rô bác thá má quá giá tô nét ta xăm bá giúp bá chít tô bí bá rú na xăm bá giúp bá chít tô bí á hô xí sâu sát bê xăm chá na năng xúc khăn hô tu tí ních chá ca năng ích chá tí. Thưa sư con xin. Rồi xin mời Phật tử Phi Sơn. Dạ thưa sư cho con hỏi học tới đâu vậy con chưa có kịp dò.
đề quá phải không? Đề quá phải không Long? Dạ, dạ đúng rồi. Đề quá. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Đề quá Datto Nama Raja Kumaro Bana Issa Sang Bajuta Chito Phawati So So Mige Cha Bakino Cha Apinhang Bara Baharati Wa Mare Tí Wa. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Ekadiwa sang Eko Hanso Devadatasa Sarena Vichihijit Toa Patesi Rajakumaro Tang Nivaretum Sikang Yanto Alengi Alengi Toa Posetum Pasadang Tang Ahari. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Nguyên Lan. Dạ thưa sư con đọc ạ. Achirang Jaya Kumaro Arung Pa Pakastit Kang Kawa Kawa Ati Akwa Akwa Ati Vijaya Soma Somana Satsa Gatena Sittena Chittena Chittena Chích tê ná tăng bá mu chí. Dạ thưa sư con hết. À. Dạ thưa sư, hát phần tử giơ tay rồi. Rồi. À. Vì tập đọc cho đúng dấu ha, dấu dấu có dấu không có dấu, dấu ngang không có dấu ngang được, tập đọc cho đúng dấu. Dạ. Dạ, rồi bây giờ chúng ta tập gạch dưới các liên từ. Ở đây mình có liên từ nào mà yo sitattha raja kumaro patthama vayato mita samyutta citto pi karna samyutta citto pi. Ở đây mình có liên từ gì? Pi. Pi có liên từ pi nè, còn có liên từ pi ha. Liên từ pi. Rồi tiếp theo mình có so sắp về sang chân là năng xúc khăn hô tô tí ni chất ca lăng ít chất tí. Câu này mình không có. Đề qua đó tô nà ma ra chá cú ma rô bánh ná. Bánh ná. Ở đây mình có liên tử bánh ná nè câu này. Bánh ná. So mi ghê chá bạc hi nô chá hăng nè. Chá. Câu này mình có chữ chá nè. Hai chữ số của chùa. Rồi Baharati Wa Mareti Wa nè. Wa. 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 Wa nữa. Wa. Rồi ở dưới mình có không? Có. Wa. Thì có hàng. Hàng so đi qua đó ta sát sá rì nà. Vì chí yi tòa bà tê tí. Ra chá phú mạ rô tăng ni wà rì tùng. Sì khăn gặp hòa linh yi tòa bò tê tùng. Và sang đang tăng Ahari Achari Achirati Trang Rajakumaro Arun Pakatikan Katoa không có rồi ha. Vậy là mình để được một số liên từ pí rồi chá và rồi bana. À mình được một số liên từ đó rồi, đó là phần gạch dưới cho phần liên từ, là phần bài số 7. Rồi bây giờ chúng ta trả lời học bài số 8 ha. Còn mấy khi làm tự về mình tự tìm hiểu trả lời. Giờ sang bằng bài số 8. Bài số 8 đến sang qua bài số 8 mình học cái gì đây? Bằng phổ là xong toàn. Bài số 8. Giờ bài số 8 là quăng bỏ sông toàn. Số 8, bài số 8 thì mình học từ đó hôm nay là mình học mới học thì hiện tại thôi.
Trong bài thứ 8 này chúng ta sẽ học một thì mới nữa, đó là thì quá khứ. Lịch sử thì nói về một số từ vựng liên quan đến tài nghệ của thái tử Siddhartha. Rồi thì quá khứ. Rồi học thêm trạng từ chỉ thời gian. Về lịch sử này, ở đây chúng ta có đoạn lịch sử đó là nói về Đức Bồ Tát lúc mà còn sinh ra ở trong dòng dõi Sát Đi Lị, thì từ nhỏ ngài đã được dạy học kinh điển Vệ Đà, tức là thông suốt kinh điển Vệ Đà. Rồi bên cạnh đó thì ngài còn giỏi cả nghệ thuật kiếm cung, tức là về cung tên, về voi ngựa đồ này rất là giỏi. Điển hình như trong một cuộc thi tài nghệ đó là ngài chiến thắng được hết các hoàng tử khác, và ngài nhiếp phục được những con hắc mã hung dữ. Thì đó là phần lịch sử Đức Phật, phần lịch sử mà liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Rồi phần lịch sử Đức Phật, rồi phần thứ hai là phần gì đây, phần từ vựng. Phần từ vựng đây, đây phần lịch sử là thái tử Siddhartha điều phục con hắc mã hung dữ trong một cuộc thi thử thách tài nghệ giữa các hoàng tử. Rồi đây phần từ vựng. Ở đây chúng ta có một số từ vựng cần học. Giờ nghe đọc trước rồi sau đó giơ tay lên để đọc đọc phần từ vựng ha. Một số từ vựng này cũng quen thuộc, chúng ta cũng đã có học rồi. Siddhartha Raja Kumaro. Siddhartha Raja Kumaro. Con số người vẫn đọc chữ này vẫn đọc chưa đúng ha. Khatiya Kula. Khatiya Kula. Ugganhati. Ugganhati. Paragu. Paragu. Vedagantho. Vedagantho. Yuthasipa. 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 Siddhartha Raja Kumaro. Siddhartha Raja Kumaro. Khatiya Kula. Khatiya Kula. Ugganhati. Ugganhati. Paragu. Paragu. Vedagantho. Vedagantho. Yuthasipa. Yuthasipa. Siddhartha Raja Kumaro. Khatiya Kula. Ugganhati. Paragu. Vedagantho. Yuthasipa. Rồi đó là phần từ vựng. Bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Giơ tay lên để đọc phần từ vựng này. Rồi thăm mấy các mời các tử lên đọc phần từ vựng này giúp sư. Dạ dạ con biết không. Dạ. Con xin mời cô Diệu Bảo à. Dạ con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro. Khatiya Kula. Ugganhati. Paragu. Vedagantho. Yuthasipa. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ sư cho con xin đọc ạ. Siddhartha Yakumaro. Khati Yaku La Ugahati. Para Gu Gue Gan. Quê đã gắn thổ, quê đã gắn thổ, chú thá xí bá, dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro. Khati Yakula Uganhati.
Ragu. Về đa gần thô. Yutta Sipa. Dạ con xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Siddhartha Gayakumaro Khatiyakula Ugganhati Bagaru Bidagantho Yatmansipa Yuthasipa Yuthasipa. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro Khatiya Kula Ugganhati Bhagu Vedagantho Yuthasipa. Thưa sư xin hết. Con xin mời Phật tử Mangranandi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Khatiyakula Ugganhati Bhagaru Vedagantha Gantho chú hát si ba. Dạ thưa sư, con xin hết. Ta đức ta si ba si ba. Con xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư, con đọc ạ. Si tát thá gia chá của Maro hát tí gia cú lá út găng hà tí Pa ra gu về đá gan thô giúp tác xíp phá. Dạ thưa sư, con hết ạ. Con xin mời Phật tử Phi Sơn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Khatiyakula Ugganhati Bà ra gù quê đa gần thô chút tha xíp bá. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Rajakumaro Khatiyakula Ugganhati Paragu Vedagantho Yuthasipa. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro. Sư con đọc, con xin đọc cái gì ta, nghĩa luôn nha sư, là thái tử Siddhartha rồi Ugganhati Khatiya Kula là dòng dõi sắc đế lệ, Ugganhati là đã học, Bhagaru bậc thông hiểu, Veda Gantho là kinh điển Vệ Đà, Vũ Thá Xí Bá nghệ thuật kiếm cung. Và thưa sư, con hết ạ. Xin mời Phật tử Sao Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro Khatiya Kula Ugganhati Paragu Veda Gantho Chutha Sipa. Dạ thưa sư, con xin hết ạ.
Con xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin chào ạ. Siddhartha Rajakumaro Khati Yakula Ukanhati Baragu Quê Đá Găng Thô Yukta Sipa. Dạ con xin hát nha. Dạ thưa sư, con nhận thấy không còn Phật tử nào giơ tay nữa. Phật tử Nguyên Lê. Cô Nguyên Lê đọc chưa ạ? Dạ đọc rồi ạ. Rồi, giờ qua trang 2 ha. Trang 2 mình có một số từ vựng. Rồi bây giờ nghe đọc. Eka đi qua sang. Sako tí. Sipa vi măng xa. Para jayati, Dhammayati, Samagacchati, Migo, Kalasa, Atha, Ekadivasang, Sakoti, Sipa vimangsa, Parajayati, Dhammayati, Samagacchati, Migo, Kalasa, Atha, rồi lần nữa ha. Atha, Ekadivasang, Sakoti, Sipavimangsa, Parajayati, Dhammayati, Samagacchati, Migo, Kalasa, Atha. Rồi để chia sẻ lại một cái. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Đọc được giơ tay lên để tập đọc ha. Rồi thăm mình cá mời lớp đọc kinh sư đi. Dạ dạ. Cô xin mời cô Kim Cúc ạ. Nếu ai nhớ nghĩa đọc luôn nghĩa đi. Kia. Ê cá đi vá sang. Cô sư con xin đọc. Ê cá đi vá sang. Một ngày kia. Sắc cô tí là có thể, xếp bá vi mang xa là cuộc thi tài nghệ, bá ra chá giá tí là đánh bại, đá mai giá tí là chữ này chưa học, là chế ngự, dạ là chế ngự. Sá ma gách chá tí là đã tham dự. Mí gô là con thú. Ca lá xá là khắc mã. Á thá là khi ấy. Thưa sư xin hết. Rồi. Cô xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ê cá đi vá sang sắc cô tí xíp phá vi măng xà phá ra chá giá tí đà má giá tí xà mà gác chá tí mi gồ cà lá xá á thá. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Cô xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Vi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ê cá đi quá sang. Cá sắc cô tí
Sipavi Mangsa Barajat Jati Dhamma Jati Samagachati Migo Kalasa Atha. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Ê cá lý quá xăng. Một ngày nọ, sắc cô tí có thể Sipa quy năng xa cuộc thi tài nghệ, bá ra trá giá tí đánh bại, đá má giá tí chế ngự, sa ma gách trá tí đã tham dự, mí gô dịch tham dự thôi ha, sa ma gách trá tí dịch là tham dự. Yeah. Mí gô là con thú, ca lát xá là hắc mã, át há là khi ấy. Con xin hết. Ở trong sách mình thấy người ta dịch là đã tham dự, là lý do là người ta đã chia nó ở quá khứ, còn ở đây là nó ở thì hiện tại ha. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Phương Trang. Dạ thưa con xin đọc. Ê khá đi vắt xăng. Một ngày nọ, sắc khô tí có thể si bát vi mang xa cuộc thi tài nghệ, bát ra giác tí là đã đánh bại, đa ma giác tí là chế ngự, Samagat chắc tí là tham dự, Migo là thú, Ka lát sát là há mã, hắc mã, Atha là khi ấy. Dạ con xin hết. Con xin mời Phật tử Nguyệt Trang Á. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Eka di wasang sakoti sipawi mangsa pa la chajati dhamma jati sama gacchati migo galasa atha. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Rồi. Con xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cả đi qua xăng. Một ngày kia, sát cô tí có thể xíp bá huy mà măng xa, xíp bá huy măng xa cuộc thi tài nghệ, đá má giá tí là chế ngự, xá ma rắc giá tí tham dự, nghi vô con thú, ca lát xá hắc mã, á thá khi ấy. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lan. Thưa sư con xin đọc. Ê khá đi quá sang sát cô tí xíp phá vì mang xa phà ra trá giá tí đà má giá tí sàm má gác trá tí mi gồ ca lá xá át thà. Dạ, con xin Lăng Lê đọc nhỏ quá.
nghe không dạ. Không được. Dạ con cố gắng đọc lớn hơn lần sau. Dạ con xin mời phần tử tiếp theo, phần tử Sao Nguyên. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Eka dit wasang sakoti sipa wim mangsa para ya yati dama yati sama gat chati migo ka klasa atha. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Con xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Ek ka di wa sang là một ngày nọ, sắc cô tí là có thể, ship bá quy măng sa là cuộc thi tài nghệ, bá ra trả giá tí là đánh bại, đá mã giá tí là chế ngự, sa ma gắt trái tí là tham gia, migo là thú, galaxa là hắc mã, a thá là khi ấy. Dạ con xin thấy nha. Con xin mời phần tử tiếp theo, phần tử Phùng Niệm. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá đi quá sang sát cô tí ship ba win mang sa ba ra giá tí da mang giá tí rồi con không thấy cái chữ sắp chữ gì đây sang sang sa sa ma ga chi cha tí Migo, Kalasa, Aptha. Dạ sư sư con hết à, sao con đọc không cái chữ M quá. Dạ con cảm ơn sư ạ. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá đi quá sang một ngày kia, sắc cô tí có thể si Sipawi Mangsa cuộc thi tài nghệ Paracha giá tí đánh bại Tham má giá tí chế ngự Samagacha tí tham dự Migo là con thú Atha là khi ấy. Thưa sư ca lá xá là gì mọi người nói tiếng miền Nam mà 4 lần 5 lần con không nghe được cái từ đó. Hắc mã cái gì ạ? Hắc mã có hắc mã. À con hắc mễ ạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn sư ạ. Con kính tri ân sư. Dạ dạ người hắc mã, cô hắc mã. Hắc mã thành hắc mễ. Hắc mã, mã là con ngựa. À con hà mã đúng không ạ? À, con ngựa đen chứ. Ngựa đen đó. À, dạ. Ngựa đen. Vâng, con ngựa đen và con hắc mã rồi. Dạ con kính tri ân sư, con cảm ơn mọi người. Xin mời phần tử tiếp theo, phần tử Quy Lai. Dạ thưa sư con đọc ạ. Ê cá đi quá xăng là một ngày nọ, sắc cô tí có thể xíp bá quy măng xa là cuộc thi tài nghệ bá ra chá ra tí là đánh bại đa ma chá tí, đa ma giá tí là chế ngự xá ma gác chá tí là tham dự mi cô là con thú ca lắc ca lắc xá là hắc mã, ách thá là khi ấy. Dạ thưa sư con hết. Dạ thưa sư con nhận thấy không còn cánh tay nào giơ lên nữa à? Rồi đó là hai trang từ vựng ha, về tập đọc hai trang từ vựng đó. Giờ mình xem phần văn phạm. Văn phạm của bài học. Em xem phần thì quá khứ.
Đây là thầy quá khứ ha. Giờ người ta cho anh biết thầy quá khứ trong tiếng Bali dùng để diễn tả một sự kiện đã qua, đã xảy ra rồi. Ví dụ ở đây người ta cho mình thí dụ là Ahang Aicha Therang Vandi, hôm nay tôi đã đảnh lễ một vị trưởng lão. Thì đã đảnh lễ rồi ha. Đó là thầy quá khứ nói về một hành động đã xảy ra rồi. Hoặc là trong trường hợp thứ hai, Siddhartha Raja Kumaro Pathama Vaya Vedagantang Vijani, từ thuở ấu thơ thái tử Siddhartha đã hiểu rõ kinh điển Veda. Tức là nói về từ nhỏ đã hiểu rồi thì cũng là thầy quá khứ. Đó là nói về thầy quá khứ, tức là nói về hành động mà đã xảy ra rồi. Nó cũng giống mình ha, tức là cái gì mà đã xảy ra rồi thì viết ở thầy quá khứ. Và đây là bản chia của thầy quá khứ, là bản chia của thầy quá khứ. Mình có ngôi sơ, ngôi trung và ngôi thượng, mà thường mình nói là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba từ dưới lên. Thì ở đây mình có ngôi thứ nhất, đó là Ahang Pachin, Pachin Mayan, số nhiều Mayan Pachim Ha, Pachim Ha. Ngôi thứ hai số ít, đó là Toàn Pacho, Pacho, số nhiều Tum He Pachitha, Pachitha. Ngôi thứ ba số ít, Pachi Pachi, Pachi Pachi, số nhiều Tê Pachung, Pachung Pachi Su, Pachi Su. Nó khó một tí. Cái bản chia của thầy quá khứ này nó khó hơn cái bản chia của thầy hiện tại. Rồi xem lại bản chia này ha. Ở đây người ta ở ngôi thứ ba, người ta viết so sa tăng, người ta viết cả ba tính. Tức là so là cho nam tính, sa là cho nữ tính, tăng là cho trung tính. Nhưng mình chia mình lấy một từ đại diện đi, lấy chữ so thôi. Số nhiều thì lấy chữ T đi biểu đại diện ha. Giờ xem lại lần nữa, xem bản chia lại lần nữa rồi lát mình tập chia ha. Ngôi thứ nhất số ít, Pai Trinh, Pai Trinh, số nhiều, Pai Chim Ha, Pai Chim Ha. Ngôi thứ hai số ít, Pai Chô, Pai Chô, số nhiều, Tum He, Pai Chí Tha, Pai Chí Tha. Ngôi thứ ba số ít, Pai Chi, Pai Chi, Pai Chi, Pai Chi, Pai Chi, T, số nhiều, T, Pai Chung, Pai Chung, Pai Chi Su, Pai Chi Su. Rồi lần nữa. Ngôi thứ nhất số ít, A Hằng Pai Chinh, A Pai Chinh, số nhiều, Mây Văn Pai Chim Ha, A Pai Chim Ha. Ngôi thứ hai số ít, Pai Chô, A Pai Chô, số nhiều, Tuệ Tâm Hê, Pai Chí Tha, A Pai Chí Tha. Ngôi thứ ba số ít, Pai Chí, A Pai Chí, Pai Chí, A Pai Chí, số nhiều, Tê Pai Chung, A Pai Chung, Pai Chí Su, A Pai Chí Su. Rồi lần nữa ha. Ngôi thứ nhất số ít, A Hằng Pai Chinh, A Pai Chinh, số nhiều, Mây Văn Pai Chim Ha, A Pai Chim Ha. Ngôi thứ hai số ít, Toàn Pai Chô, A Pai Chô, số nhiều, Tum He Pai Chí Tha, A Pai Chí Tha. Ngôi thứ ba số ít, Pai Chí, So Pai Chí, A Pai Chí, Pai Chí, A Pai Chí, số nhiều, Tê Pai Chung, A Pai Chung, Pai Chí Su, A Pai Chí Su. Rồi bây giờ giơ tay lên và tập đọc bản chia này trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập đọc bản chia tóm tắt ha, bản chia tóm tắt. Rồi ai đọc được giơ tay lên. Thầm mấy cá mời các tử tập đọc chia bản chia này xin cái. Rồi ạ. Con xin mời Phật tử đầu tiên, Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít. A Hằng Pachim. A Pachim. Số nhiều, Mayang Pachimha, Pachimha. Ngôi thứ hai số ít, Tâm Pacho, Pacho. Số nhiều, Tâm He, Pachitha, Pachitha. Ngôi thứ ba số ít, So Pachi, 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 Pachi. Số nhiều, Tê Pachim, Pachim, Pachim Su, Pachim Su.
Dạ con xin hết. Rồi tốt. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin hỏi một tí. Thưa sư, thí dụ như ngôi thứ nhất số ít là Á Hăng Bát Chiên, rồi Á Bát Chiên, hai cái từ đó cùng một nghĩa hả sư? Một nghĩa, cùng một nghĩa nhưng mà có hai cách chia thôi. Sao nó thường, nó thường là có chữ Bát Chiên rồi A có cái chữ đầu là chữ A là coi như là không. Mà nó cũng là một nghĩa hết. Chứ anh này nó không phải là không, mà là cái biến cách của nó như vậy thôi ha. Ở trong động từ nó có biến cách như vậy thôi, nó không phải là không. Dạ, yeah, dạ, yeah, thưa cảm ơn sư. Không là khác, còn cái này là động từ. Cái cách chia của nó là khác. Cái này không dịch là không được. Dạ, yeah, thôi con hiểu rồi. Dạ, yeah, thưa cảm ơn sư, con xin chia. Con chia động từ Bát Chánh Tý thì quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít, Á Hăng Bát Chiên, Á Bát Chiên, số nhiều, Má Giang, Bát Chiên Ha, Á Bát Chiên Ha. Ngôi thứ hai số ít, Toàn Bát Chô, Á Bát Chô, số nhiều, Tâm Hê, Bát Chít Thá, Á Bát Chít Thá. Ngôi thứ ba số ít, Sô, Bát Chí, Á Bát Chí, Bát Chi. A Ba Chi, số nhiều, T, Ba Chung, A Ba Chung, Ba Chinh Xú, A Ba Chinh Xú, thưa sư xin hết. À. Cô xin mời Phật tử tiếp theo, Phật, cô xin mời cô Diệu Bảo ạ. À. Dạ, con xin kia động từ quá khứ Ba Cha Tí. Ngôi thứ nhất số ít, Á Hăng Bát Chinh, Á Bát Chinh, số nhiều, Má Văn, Bát Chinh Ha, Á Bát Chinh Ha. Ngôi thứ hai số ít, Toàn Bát Chô, Bát Chô, Á Bát Chô, số nhiều, Tâm Hê, Bát Chít Thá, Á Bát Chít Thá. Ngôi thứ ba số ít, Sô, Bát Chí, Á Bát Chí, Bát Chi, Á Bát Chi, số nhiều, T, Bát Chùm, Á Bát Chùm, Bát Chinh Xú, Á Bát Chinh Xú, con xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Mang Lá Nành Đi ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít, Á Hăng Bát Chiên, Á Bát Chiên, số nhiều, Má Văn, Á Bát Chiên Ha, Bát Chiên Ha, Á Bát Chiên Ha. Ngôi số hai số ít, Toàn Bát Chô, số nhiều, Bát Chô, Á Bát Chô, số nhiều, Tung Hê, Bát Chít, Bát Chí Thá, Á Bát Chí Thá. Và ngôi thứ ba số ít, Sô Bát Chí, Á Bát Chí, Bát Chí, Á Bát Chí, số nhiều, T, Bát Chung, Á Bát Chung, Bát Chinh Xú, Á Bát Chinh Xú. Dạ thưa sư, cô xin hết. Con xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc động từ Bát Chánh Tý thì quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít, Á Hăng Bát Chiên, Á Bát Chiên, số nhiều, Má Văn, Bát Chiên Ha, Á Bát Chiên Ha. Ngôi thứ hai số ít, Tây Quanh Bát Chô, Á Bát Chô, số nhiều, Tum Hê, Bát Chí Thá, Á Bát Chí Thá. Ngôi thứ ba số ít, Sô Bát Chí, Á Bát Chí, Bát Chi, Á Bát Chi, số nhiều, T, Bát Chùm, Á Bát Chùm, Bát Chim Xú, Á Bát Chim Xú. Dạ con xin hết. Con xin mời Phật tử Vi Sơn. Dạ thưa sư, con xin đọc bản chia động từ
bát chát tí thì quá thực quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát chín á bát chín số nhiều ma dăng bát chín hà á bát chín hà. Ngôi thứ hai số ít toàn bát bát chô á bát chô. Ngôi số nhiều tùm hề bát chí thá á bát chí thá. Ngôi thứ ba số ít sô bát chí á bát chí bát chí á bát chí. Số nhiều tê bát chung á bát chung bát chín số á bát chín số. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Thanh Hoàng. Đừng quên mở mic nữa. Dạ con xin. Dạ con xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bá trinh á bá trinh. Số nhiều mai giăng má giăng bá trí bá trinh ha á bá trinh ha. Ngôi thứ hai số ít toang bá chô á bá chô. Số nhiều tung hê bá trí thá á bá trí thá. Ngôi số ba số ít sô sa tăng bá trí á bá trí ba chi a ba chi. Số nhiều tê tê ta ta ni ta ni ba chung a ba chung ba chinh su a ba chinh su. Dạ con xin hết ạ. A ba chinh su. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Uyên. Dạ thưa sư con kia. Ngôi thứ nhất a hăng ba chinh á ba chinh. Số nhiều ma răng ba chinh ha á ba chinh ha á ba chim ha. Ngôi thứ hai số ít toan ba ba chô á ba chô. Số nhiều tôm hê ba chít thá á ba chít thá. Ngôi thứ ba số ít sô ba chi ba chí á ba chí bá chi á bá chi. Số nhiều tê bá chung á bá chung bá chinh số á bá chinh số. Dạ thưa sư con hết. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư con xin chia động từ á chát trí thì quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bá chinh á phát chinh. Số nhiều mai dăng phát chinh ha á phát chinh ha. Ngôi thứ hai số ít toàn phát chô á phát chô. Số nhiều tâm hề phát xít tha á phát xít tha. Ngôi thứ ba số ít sô phát chi á phát chi phát chi á phát chi. Số nhiều tê phát chun á phát chun phát chinh chú á phát chinh chú. Dạ thưa sư con xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin chia động từ a ba bát cha tí thì quá khứ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát chinh a bát chinh. Sơn ngôi thứ nhất số nhiều mây giăng bát chinh hà á bát chinh hà. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chô a bát chô. Số nhiều tung hê
Bachita at Bachita. Ngôi thứ ba số ức số Bachi Abachi Bachi Abachi. Số nhiều T Bachum Abachum Bachi Bachin Su Abachin Su. Chú xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Câu thứ nhất số ít A Hằng Ba Chinh A Ba Chinh. Số nhiều Má Văn Ba Chim Ha A Ba Chim Ha. Câu thứ hai số ít Tăng Ba Chô A Ba Chô. Số nhiều Tâm Hê Ba Chích Thá A Ba Chích Thá. Câu thứ ba số ít Sô Ba Chí A Ba Chí Ba Chi A Ba Chi. Số nhiều T Ba Chun A Ba Chun Ba Chinh Số A Ba Chinh Số. Dạ con xin thấy ạ. Dạ thưa sư, con nhận thấy không còn Phật tử nào giơ tay nữa ạ. Bây giờ đây là bản chia đầy đủ. Giờ mình thử tập áp dụng chọn các động từ có cách chia giống như động từ phát chất tím này cho cái bản chia tóm tắt thử ha. Để coi mình có hiểu hay không. Đây là bản chia tóm tắt. Ví dụ người thứ nhất số ít A Hằng Phái Chiên A Phái Chiên. Số nhiều Mấy Giang Phái Chim Ha Phái Chim Ha. Người thứ hai số ít Toàn Phái Chô A Phái Chô. Tâm Hề số nhiều Tâm Hề Phái Chí Tha A Phái Chí Tha. Người thứ ba số ít So Phái Chí A Phái Chí Phái Chi A Phái Chi. Số nhiều tề phải chung áp phải chung phải chi xuống áp phải chi xuống. Giờ mình sẽ chọn một động từ nào đó ở dạng thì quá khứ thì nó chỉ có hai bản thôi, tức là giảm bằng á bằng a bằng ô thì nó sẽ chia giống như cái bản này. Còn dạng bằng e thì mình sẽ học ở bài sau, cho nên mình có thể chọn ở dạng bằng á hoặc là bằng a bằng ô chia cho cái bản này. Nhớ ha. Với sẵn đây cũng thông báo lại, thay vì hôm trước mình học thứ ba với thứ bảy thì thôi cứ học thứ ba với thứ năm bình thường ha, không có đổi lại thứ bảy, cứ học thứ ba với thứ năm bình thường. Rồi chừng nào có thay đổi sẽ thông báo sau. Vẫn học thứ năm, thứ ba với thứ năm bình thường, không có đổi thứ bảy. Lớp nghe kịp không? Dạ kịp. Tức là vẫn học thứ năm, thứ ba với thứ năm bình thường. Chưa kịp ạ. Rồi bây giờ ai tập chia được, ai thử chọn một động từ nào đó, chọn một động từ nào đó tập chia giống như mấy động từ hôm trước vậy đó, tập chia thử coi. Ai xin phong tập chia trước đi. Dạ rồi. Con nhận thấy có Phật tử Phương Tây à. Thì con mời Phật tử Phương Tây nha sư. Con xin mời Phật tử Phương Tây à. Dạ con xin chia cái động từ Vát Đắc Tí. Vát Đắc Tí là nói không? Dạ đúng ạ. Ngôi thứ nhất. Dạ, ngôi thứ nhất số ít A Hằng Vát Đắc Điềm. A Vát Đắc Điềm. Quá gì? Vát Điềm. Vát Điềm đúng rồi. Vát Điềm A Vát Điềm. Số nhiều Mây Dằng Vát Điềm Hà A Vát Điềm Hà. Ngôi thứ hai số ít. Ngôi thứ hai số ít Tây Quanh Vát Đô A Vát Đô. Tùm Hề Vát Đít Thá A Vát Đít Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Vát Đi A Vát Đi A Vát Đi A Vát Đi A Vát Đi Vát Đi A Vát Đi. Tê vắt vắt đùm A vắt đùm và đít vắt vắt đêm xú A vắt đêm xú. Rồi được. Dạ, rồi có ai chọn động từ nào khác chia thử. Xin mời cô Diệu Bảo
Bạch sư con xin động, chọn động từ rô đá tí là khóc đó sư. Rồi rô đá tí. Dạ. Á hăng rô đá tinh, á rô, á hăng rô đinh. Á rô, á rô đinh, số nhiều má văn. Má văn rô đêm ha. Á rô đêm ha. Ngôi thứ hai số ít toàn rô đô rô á rô đô số nhiều ngôi thứ hai số nhiều tâm hê rô đít thá tâm hê rô đít thá á rô đít thá ngôi thứ ba số ít sô rô đí á rô đí rô đi á rô đi ngồi số nhiều tê rô đung á rô đung à, rô đinh xú á rô đinh xú con xin hết á. Rồi đó rồi có ai chia nữa có xin mời Phật tử Trường Văn Điền. Dạ con chọn động từ gắt chát tí à sư. Từ gắt chát tí phải chia ở dạng này mới được. Phải chia động từ gắt mát tí mới được. Chia dạng đó mới được. Cái này mới được hả sư? À phải đổi nó thành vậy mới chia được. Dạ đấy con xin chọn động từ này. Dạ con xin câu thứ nhất à, gắt minh á à, gắt minh à, số nhiều mái giang à, gá minh ha à, ngôi thứ hai số ít tăng gá mô số nhiều tôm hê à, gá mít thá à, ngôi thứ ba số ít xô gá mí số nhiều tê gá muôn à, gá minh số à, dạ con xin thấy có còn ai nữa con xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo à. Dạ thưa sư con xin chia động từ tha đá tí là ăn à. Rồi tha đá tí chết tí rồi. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng kha đinh ma dăm kha đinh ha a đinh ha á đinh ha á kha đinh ha ngôi thứ hai tăng khá đô á khá đô á khá đô cũng nhiều tung phê khá đít thả á khá đít thả im thả ba đít thả sau y cái này là khá hay là khá ạ? Khá con thấy chú khá tinh khá đi á đi y im ha khá đi im ha khá đúng khá y á khá lùm á lùm tê khá dinh xù tê á khá dinh xù tầm hề tám là sức thẳng sư con đã chia xong ạ. Tầm hề con xin mời Phật tử tiếp theo Phật tử Lan Lê lắm khó
Dạ, thưa sư, con xin chia động từ Ukachati là một lần. Rồi thứ nhất, số ít. Ơi, video rồi. A Hằng, Uga Chim. A Uga Chim. Số nhiều, Má Giang, Uga Chim Ha. A Uga Chim Ha. Rồi thứ hai, Sang. A Uga Chô. A Uga Chô. A Uga Chô. Số nhiều, Sam Hê. Dạ, cô Nguyên Lê, quan hệ cấp biến giùm con ạ. Dạ rồi, bây giờ cô sẽ mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Lan Lê. Dạ, cô Lan Lê đọc rồi ạ. Dạ, đọc xong rồi ạ. Dạ có dạ sư có muốn con đọc lại không? Dạ đọc xong rồi. Dạ rồi. Dạ vậy con mời Phật tử Kim Cúc ạ. Cô Kim Cúc đọc chưa ạ? Thưa sư, con xin chia động từ bí vá tí là uống. Đã. Động từ được chia được không sư? Cô xin chia động từ bí vá tí. Ngôi thứ nhất số ít. Á hàng bí viên. Á bí viên số nhiều. Má giang. Á biên hà. Á biên hà. Á bí viên hà. Ngôi thứ hai số ít là bá vô. Ủa, bí vô. Á bí vô. Con xin lại. Ngôi thứ hai số ít là bí vô. Á bí vô. Số nhiều là bí vi thá. Á bí vi thá. Ngôi thứ ba số ít là sô. Bí ví. Á bí ví. Bí vi, á bí vi, số nhiều là t. Bí vùng, á bí vùng. Bí viên số, á bí viên số. Thưa sư, xin hết. Con xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử Phùng Đề. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ bát sát. Tí là thấy được công sư à. Bát sát tí là thấy. Dạ. Yeah. Ngôi thứ nhất số ít. Á hằng bát sinh. Á bát sinh. Số nhiều mấy văn bát sinh há.
bát sinh ha. A bát sinh ha. Ngôi thứ hai số ít là toang bát sô. A bát sô. Số nhiều là tum hê. Bát sa thí. Bát bát. Dạ dạ con xin lỗi. Ba tum hê. Bát sa ta thí. Bát sĩ tha. A bát sĩ tha. Ngôi thứ ba số ít là sô bát bát sĩ. A bát sĩ. Ba sĩ a bát sĩ. T bát sung. A bát sung. T ba sinh sú. A ba sinh sú. Dạ sư sư con hết ạ. À. Dạ cô nhận thấy không còn phụ tử nào giơ tay nữa à? Cô xin mic lại cho sư ạ. À. Cho con kia a chá ra tí ạ, à, đi bộ ạ. À. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ dạ rồi, cô mời cô chia chia từ a chá ra tí ạ. À. À, vâng ạ. Chá ra tí là đi bộ, ngôi thứ nhất số ít là a hăng chá rinh. A chá rinh. Số nhiều là má răng chá rinh ha. A chá rinh ha. Ngôi thứ hai số ít toang chá rô. A chá rô. Số nhiều tum hê chá rít tha. A chá rít tha. Ngôi thứ ba số ít sâu chá rí. A chá rí. Chá rí a chá rí. Và số nhiều là tê chá rung. A chá rung. Chá rinh xú, a chá rinh xú, dạ con xin hết ạ. Dạ, có những tay hết rồi ạ. À. Con xin nhắn biết lại cho sư ạ. À. Dạ sư ơi, sư có một mic chưa ạ? Sư ơi, như là tuần này thì chúng ta học thứ năm thứ ba thứ năm bình thường ha. Thứ năm này thì chúng ta sẽ sửa bài tập số 8, học một phần bài số 8 nữa rồi chúng ta sẽ sửa bài tập. Rồi bây giờ thì mời lớp nghỉ ha. Mời cô Phước Duyên lên cầm mic để tiếp tục phần hồi hướng rồi cho lớp nghỉ. Dạ. Dạ buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã giảng dạy ngôn ngữ Pali cho chúng con được tiếp cận và học tập. Với công đức to lớn này, chúng con xin kính tri ân sư thân tâm được an lạc và đạo hạnh viên thành ạ. Kính chúc chư quý Phật tử được tu học được tinh tấn. Và bây giờ xin mời đọc kinh hồi hướng Phước Kính Chư Thiên ạ. Mời cô Diệu Bảo. Dạ xin mời cô Diệu Bảo đọc kinh hồi hướng Phước Kính Chư Thiên ạ. Dạ xin mời cô. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sân Khai Giác. Con xin thay mặt các học viên lớp học, trong lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chakamatha devana ga mahetika bonyang no anumodantu chirang rakantu sasanang. Akasatha chakamatha devana ga mahetika bonyang no anumodantu chirang rakantu no garu. Akasatha chapamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasatha chapamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasatha chapamatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa
idang vatano punyang asawa khaya wahang hon tuana gate kale. Sa thú. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin kính mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm. Kính chiên sư ạ, chào cả nhà. Xin mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính tri ân sư ạ. Sát thủ, con kính tri ân sư ạ. Rồi, mời lớp nghỉ.